MaDiBot CX5 chính thức bị xóa ngôi mẫu xe đạp quốc dân. Bởi vì chiếc xe này, đây là con MaDiBot CX3 mới ra lò, và một cái mẫu xe này thì phải nói là ăn đứt CX5 luôn anh em nhé. Ăn đứt như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu mẫu xe này nhé. Đứng đặt hai con cạnh nhau thì mình nghiêng về MaDiBot CX3 hơn nha anh em nhé. Bởi vì cái phần khung của MaDiBot CX3 thiết kế theo ký đồng học đẹp hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì MaDiBot CX3 đang có mức giá ưu đãi hơn rất là nhiều anh em nhé. Chỉ có 3.500.000 đồng thôi. Còn MaDiBot CX5 thì tới tận 4 triệu cơ mọi người ạ. Điểm duy nhất mà mình thấy khác trên hai con xe này chính là phần xích ở đây. Đối với CX3 thì vẫn sử dụng là xích thường, còn MaDiBot CX5 thì sử dụng là xích hạt động. Nhưng điều đó không hề hấn gì mọi người nhé. Chênh nhau tới 500k mọi người. 500k đó thì anh em có thể độ thêm lên xích hạt động này mà vẫn còn tiền để chúng ta mua trà sữa để uống với anh em ạ. Và thêm một điểm cộng cũng như là sự cải tiến hơn CX5, đó chính là cái cọc khóa mở yên đây anh em nhé. Còn lại thì tất cả mọi thứ của MaDiBot CX5 đều bê nguyên trên CX3. Điển hình là chúng ta có thể thấy cặp vành này đều là sử dụng là vành của hãng Legend nhé. Và ghi tông phốt tăng đều là nhôm 31.8, yên đều là yên da mềm. Ok, còn chần chừ gì nữa anh em, hãy kích ngay vào góc trái màn hình để chúng ta cậu ngay con MaDiBot CX3 này thôi. Ok.